Nội ngày nhiều gió, cho chị hỏi Phan có người yêu chưa? Nếu chưa thì cho chị Kính làm người yêu Phan nhé. À hi hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chị Kính Đố Vui. Ngày hôm nay Hà Nội lộng gió nên chị Kính quyết định làm một chiếc video về idol đầy bão táp và sóng gió nha. Bạn có biết idol nào nổi tiếng bởi tính cách thẳng như ruột ngựa, chửi như hát hay không ta? Haha, chắc là ít bạn biết lắm. Vậy thì chị Kính sẽ đưa ra gợi ý bằng câu hỏi đầu tiên nha. Câu 1, ai được gọi là thánh chửi? Là những người nghiện top top mới có thể biết được. Phạm Thoại hay còn gọi là Norin Phạm, với những màn livestream bán hàng bất ổn, anh không ngại đáp trả những khách hàng quái dị bằng cách thẳng thắn chửi như bắn giáp. Vậy thì chúng mình hãy cùng khám phá những bí mật về thánh chửi Phạm Thoại bằng những câu hỏi đố vui tiếp theo nha. Tới luôn nè. Câu 2, Phạm Thoại có biệt danh là gì? Mèo 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 mèo, nghe thôi đã thấy chen rồi nhỉ. Nhưng đó là chen của bé mèo Trần Đức Bọ, chứ thánh chửi Phạm Thoại phải là mèo phò nha. Sau những màn livestream bán hàng chất như nước cất của mình thì Phạm Thoại đã được Giang Cư Mận đặt cho cái biệt danh là mèo phò. Bạn thường gọi anh ấy là Norin Phạm hay là mèo phò ta? Câu 3, và dù anh ấy có bao nhiêu cái tên thì cũng chỉ có một quê hương đúng không các bạn? Bạn có biết quê của anh ấy ở Hải Dương hay là Hải Phòng không? Tuổi thơ của anh Phạm Thoại vô cùng khó khăn khi bố gặp tai nạn và nằm liệt giường 12 năm trời. Mẹ của anh phải một mình nuôi con, đến khi học xong đại học thì bố anh mất. Lúc này anh đã biết mình phải là trụ cột cho gia đình nên Nori Phạm quyết định kinh doanh quần áo với phong cách thánh chửi livestream không giống ai. Câu 4, không biết anh ấy năm nay bao nhiêu tuổi và thuộc cung hoàng đạo nào bạn nhỉ? Anh Phạm Thoại thì chuẩn bị sẵn sàng chúc mừng sinh nhật mèo phò đi nha. Ngày mùng 5 tháng 9 tới sẽ là sinh nhật lần thứ 26 của Norin Phạm đấy. Vì thuộc cung xử nữ nên Phạm Thoại bị ảnh hưởng khá nhiều tính cách như sống có kỷ luật, tỉ mỉ, khắt khe và cực kỳ thẳng thắn, lại còn cứng đầu, luôn cho mình là đúng và chiến tới cùng nếu có ai không cùng chí hướng với mình. Nhưng đó cũng là phong cách riêng của những bạn cung xử nữ đúng không nào? Cùng chúc cho Phạm Thoại sinh nhật vui vẻ và có nhiều thành công hơn nữa khi bước sang tuổi 26 nha. Happy birthday Phạm Thoại! Câu 5. Ủa, mà chúng mình thường gọi anh ý là Phạm Thoại này, Nori Phạm này hay là mèo phò nữa. Thế nhưng tên thật của anh ý là gì nhỉ? Bạn biết không? Của Norin Phạm là Phạm Văn Thoại nha các bạn ơi. Hiện tại anh không chỉ là một người kinh doanh quần áo, một TikToker, KOL mà còn là fashionista và được chú ý bởi gu thời trang quái dị, độc lạ. Thế nhưng nhiều người cho rằng gu thời trang của Phạm Thoại không đủ đẳng cấp để trở thành một fashionista. Còn bạn thì sao? Bạn thấy anh ấy có xứng đáng không nào? Câu 6. Và không biết Phạm Thoại sở hữu chiều cao bao nhiêu mà lại có thể được lựa chọn làm fashionista nhở? Một sự thật là Phạm Thoại được lựa chọn làm fashionista không phải vì chiều cao lý tưởng mà là vì gu thời trang của anh ấy rất lạ và không giống ai. Phạm Thoại chỉ cao có 1m60 mà thôi, đây cũng là một chiều cao khá khiêm tốn với một fashionista nam. Thế nhưng anh ấy vẫn rất tự tin và gây được ấn tượng với khán giả trong những trang phục tự thiết kế của mình đúng không nào? Câu 7, tiếp theo sẽ là một câu hỏi khui màn bí mật về anh Phạm Thoại mà các bạn fan mong chờ nhất. Đố bạn, đâu là người yêu của anh Phạm Thoại đấy? Theo thông tin gần đây thì người yêu của anh chính là hot TikToker Nguyễn Thị Thanh Vân. Cô nàng sinh năm 2001, quê ở Bắc Giang. Mối tình 3 năm của hai TikToker này được giấu khá kỹ, nhưng sau một loạt những tin đồn thổi và nghi vấn về giới tính thì Phạm Thoại đã khẳng định giới tính trai thẳng của mình bằng cách công khai người yêu Thanh Vân. Vậy không biết người yêu của anh Phạm Thoại thuộc cung hoàng đạo nào nhỉ? Nguyễn Thị Thanh
Vân, sinh ngày 19 tháng 1 và thuộc cung Ma Kết. Đây cũng là cung hoàng đạo có sắc đẹp, lại vô cùng thông minh, kiên định, là một nữ chiến binh vô cùng mạnh mẽ và không muốn dựa dẫm vào ai. Trong vấn đề tình cảm, cung Ma Kết nữ là một người nghiêm túc. Tuy nhiên, một khi đã quen biết hay xác nhận mối quan hệ với ai đó thì ngay lập tức cô nàng sẽ trở nên hiền lành, dịu dàng và vô cùng chu đáo. Chị Kính cũng cùng cung hoàng đạo với Thanh Vân nè. Còn bạn thuộc cung hoàng đạo nào nhở? Hãy bình luận xuống phía dưới video nha. Câu 9. Thanh Vân và Phạm Thoại, ai có nhiều fan hơn? Hiện tại, kênh YouTube và TikTok của anh Norin Phạm đều có nhiều người theo dõi hơn chị Thanh Vân. TikTok của Phạm Thoại hiện đang có hơn 2,8 triệu follower. Trên kênh YouTube có hơn 100.000 subscribe. Không chỉ vậy, TikTok của anh Thoại còn có tích xanh uy tín được cấp từ đội ngũ admin của TikTok Việt Nam. Idol của bạn là ai và đã có dấu tích xanh uy tín như anh Phạm Thoại chưa nhỉ? Câu 10. Không dừng lại ở sự nổi tiếng trong ngành thời trang, mà có lẽ anh còn nổi tiếng trong ngành y dược với một loại thuốc mà không ai có thể ngờ tới. Đố bạn, anh Thoại nổi tiếng với loại thuốc nào? Thằng Ali Lẻ ơi, bán em viên thuốc hồi trinh! Trong một lần livestream bán cả thế giới, Nori Phạm đã được hỏi về thuốc hồi trinh khiến anh rất bất ngờ. Và câu nói thuốc hồi trinh trên livestream của anh đã nhanh chóng trở thành một trend viral trên khắp các trang mạng xã hội. Đặc biệt trong đêm chung kết Hoa hậu Thể thao Việt Nam, Phạm Thoại đã diện bộ trang phục mang tên Trinh nữ Hoàng cung lên thảm đỏ, gây nên nhiều ý kiến trái chiều. Thậm chí fan của Phạm Thoại còn hò hét thuốc hồi trinh trong phần trình diễn của một nam ca sĩ. Bạn có biết đó là ca sĩ nào không? Trong phần trình diễn của Eric, nam ca sĩ không khỏi bất ngờ khi khán giả hò hét Bắc Luộc Đê trong bài hát Chạy về khóc với anh. Còn bây giờ thì anh còn bất ngờ hơn nữa khi khán giả không còn hò hét Bắc Luộc Đê mà thay vào đó là thuốc hồi trinh. Điều này cũng khiến cho Phạm Thoại ngơ ngác và nhanh chóng xin lỗi nam ca sĩ sau khi đêm chung kết Hoa hậu Thể thao Việt Nam kết thúc. Rất may, nam ca sĩ Eric cũng nói không sao và mong khán giả hiểu thông cảm cho Eric và Phạm Thoại. Câu 12. Trước khi nổi tiếng trên TikTok và ngành thời trang, bạn có biết anh Phạm Thoại đã từng xuất hiện trong MV của Violet hay là Khá Bảnh không? Có một sự thật là Phạm Thoại đã từng xuất hiện trong MV hơn 100 triệu view Động Thăng Thiên của Violet cùng với sự tham gia của Khá Bảnh. Và cái tên Mèo Vọ cũng là từ MV này mà ra khi Phạm Thoại đóng vai làm gái gọi, mặc một chiếc váy có hình con mèo. Bạn biết đến anh Phạm Thoại từ MV này hay là từ khi nào nhở? Câu 13. Bạn có biết anh Phạm Thoại rất ghét ai hay không? Nhìn video này thì có lẽ ai cũng cho rằng Phạm Thoại rất ghét Hoa hậu Khánh Vân. Thế nhưng sự thật thì lúc này anh Phạm Thoại chỉ đang soi từ đầu đến chân của nàng hậu để xem có đúng những gì mà Giang Cư Mận đang chê Khánh Vân hay không thôi các bạn ạ. Đừng ai hiểu lầm anh Phạm Thoại nữa nha. Vừa rồi là 13 sự thật thú vị về thánh chửi Phạm Thoại. Một fashionista không giống ai, có tính cách lạ thường và không thể phủ nhận sự tài năng của Nori Phạm đúng không nào? Nếu yêu thích Phạm Thoại và video này của chị Kính thì ngại gì mà không like video, subscribe kênh chị Kính đố vui nhỉ? Và các bạn ơi, bạn còn muốn chị Kính làm video về idol nào thì đừng quên bình luận tên idol xuống phía dưới video hoặc inbox riêng qua Zalo cho chị Kính đố vui nhé. Video ngày hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye!